Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ quay những cái khoảng không gian nhà vệ sinh đẹp nha mọi người. Đó. Đây là những cái màu sắc của viên gạch được gia chủ chọn nè. Và những dòng gạch và phiểu này là những dòng sản phẩm cao cấp nha mọi người đó. Được thợ đóng rất là nét. Đó, không chân đặt nha mọi người. Em sẽ đăng tải những cái video clip này có những dòng sản phẩm mới chắc cho mọi người cùng tìm hiểu để có cái ý tưởng mở lên một cái căn phòng của mình nha. Thì mọi người cảm thấy phù hợp những cái nhà vệ sinh màu sắc như thế này thì hãy đăng ký ủng hộ cho Biểu Bình Định nha mọi người. Rất là đẹp, chi tiết rất là nét nha mọi người, màu rất là dễ chịu, không có quá nhiều màu.